Đầu tiên lấy sụt về anh mở terminal nè, mở bằng VS Code xong mở terminal lên nè, gõ npm i để nó get cái node module về. Sau khi nó chạy xong á, nó chạy xong thì mình gõ lệnh ng se r ng search nlv e trừ o mở trình duyệt enter. Đó, chạy lên hồi đăng nhập tài khoản, đăng nhập ở trong đây nè, trong cái sụt data nè, sheet nè, đó đó tài khoản nè em để sẵn nè, sau này anh đem về mà máy anh sửa cái tài khoản lại cho nó phù hợp đó. Mật khẩu nè 123456 hai cộng username nè, đó nhập thử username nha. Nè nếu mà không không nhập á, không nhập á, nó yêu cầu bắt gọn thì cái nút nó bị mờ đi nè. Nguyễn Văn A 123456 A cộng login đó. Giờ thêm một sim nè, ngày 4 tháng 5 10 ngày, ngày nhập 4 năm là nó dính từ ngày nào đó. Việt Nam Mobifone sim nghe gọi 1.000 phút nội mạng giá 200.000, chọn file file ảnh, lấy đại file này đi nha, tại em không có file ảnh QR code rồi sale. Nó là coi nó là cái nào ta, hình như cái này gì nè, cái đầu tiên này nè, em sắp cái order by theo cái ngày hết hạn của nó đó, đó tức là cái sim nào mà hết hạn cái sim nào mà cái ngày lớn nhất đó, thì nằm ở trên, còn ngày nhỏ nhỏ thì nằm dưới từ 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 xuống đó. Rồi bây giờ xuất sim nè, và click ở đây nè, chọn quốc gia Việt Nam nè, thời hạn sử dụng là 10 ngày đi, rồi sim nghe gọi, nếu mà sim dung lượng thì bấm vô là sim dung lượng, còn đây nghe gọi loại sim nghe gọi tìm đó 10 ngày nè, tìm là 7 ngày nữa rồi tìm đó 7 ngày nè. Bây giờ xuất sim nè, nó này nó tìm ra thôi chứ nó chưa có update xuống xuống database ấm đó, đã bán link QR code nè đó, tí tải về thử cái này coi có luôn nè, số ngày còn lại là 8 nè đó, 7 ngày không có, 7 ngày không có là lấy 8 ngày, nếu mà 10 ngày thử rồi, 10 ngày thì tìm thử rồi, 10 ngày đây còn lại còn 12 ngày nè đó, anh lấy sụt và anh kiểm tra thử cái tìm tìm cái số ngày sim thì đúng không, em kiểm tra là thấy nó chắc ăn là đúng rồi đó, nó cái code nó nằm ở đây nè, repository đây, eSIM repository đây. Này là lấy danh sách sim phân trang ra. Còn cái xuất bán sim là nó, cái IP xuất bán sim nè. Đó. Lấy sim game tulip nó, tulip đưa vào bộ nhớ để lọc các cái dữ liệu này nè, dữ liệu số ngày còn lại với số ngày này nè. Là nó không có nằm trong database mà nó nằm trong dữ liệu ở trong bộ nhớ. Cho nên phải tulip nó ra. Đó rồi mới lấy được, rồi mới query mấy cái điều kiện này, query cái điều kiện này nhỏ hơn không, nhỏ hơn không tức là sao, tức là khoan từ cái eSIM rồi đây nè, số ngày còn lại nè bằng trừ 3 có nghĩa là còn 3 ngày nữa hết hạn, nếu nó mà lớn hơn bằng không á thì nó đã hết hạn rồi, nếu nó bằng không thì nó đã hết hạn, nếu nó lớn hơn không tức là bằng 3 đi, nó bằng số dương đi, bằng 3 đi tức là nó đã quá hạn 3 ngày đó, ý nghĩa nó là vậy đó, bằng trừ 3 cho nên mình phải query query cái những cái sim mà nó có cái còn cái ngày hết hạn đó đó, rồi rồi số ngày còn lại của nó là ngày giá trị tuyệt đối nó, tức là em bốc giá trị tuyệt đối nó lên nè đó, của số ngày còn lại nè, hai cái trường này nó không có trong database nha, nó nằm trong bộ nhớ đó, nó nằm trong dữ liệu của mình đó, nó không có nằm trong database đó, rồi nó lấy hơn bằng cái thời hạn sử dụng, đây là cái thời hạn sử dụng nè, đó là thời hạn sử dụng là cái trường này nè đó,
nó lớn bằng, rồi mới query ra on the by theo số ngày còn lại, là tức là giảm dần á, lấy cái ba cái thôi, lấy cái ba cái mà cái số ngày nó giảm dần á, thì lấy cái đầu tiên là số ngày nó nhỏ nhất đó, thì nó ra được cái sim này. Nếu mà chọn 7 ngày phải không, 7 ngày thôi tìm thử rồi đó, thì nó ra 8 ngày nè, 7 ngày không có thì ra 8 ngày nè đó, thì nó lớn bằng 7 ngày mà, thì nó lấy ngày thì 8 đi nó rồi mới xuất ra đó, rồi nó gì thôi, tắt wifi, nạp tiền đó, giờ em đăng xuất thử nè, đăng xuất nè, bấm vô lại nè, nó kêu vui lòng đăng nhập đó.